Từ ngày 10 đến 12 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 25 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 24 về tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm một số tổ chức đảng, đảng viên căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an. Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Cũng trong kỳ họp này, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tiếp nhận công dân Việt Nam về nước trong đại dịch. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trử Xuân Dũng, thành ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Khai trừ khỏi Đảng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố. Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Khắc Hiền, nguyên thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế. Trong lãnh đạo chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế và tiếp nhận công dân về nước. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã làm sai lệch chủ trương của Đảng và nhà nước, có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, khiến dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền thành phố.